Ca sĩ Đàm Đình Thủy. Đại gia đình dấu yêu ơi, làm sao nói hết những lời trong tôi, nghĩa tình mấy chục năm trời, Minh Thủy xin khắc suốt đời không quên. Trong tay không tiền đời mấy ai thương, những lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh, bao đêm ngao ngán thở dài nhìn đến mà hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao. Trời ơi, trời ngoảnh mặt làm ngơ, vì đời không giống trong mơ. Kiếp người phận sổ riêng ai, trần gian là cõi đọa đầy, vì cớ sao gây oán thù, vì danh lợi mà đau. Vì kiếm tiền phụ nhau, nhưng khi có tiền thì tiền cũng có. Cảm ơn. Lúc trắng tay ngàn lời nói ai em. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, vì một chữ tiền mà nhà đang nghe ca khúc Tiền Ngọc Sơn. Vâng, kính cả nhà cho một tràng vỗ tay để hai ca sĩ lấy động lực hát càng ngày càng hay hơn và câu lạc bộ ta càng gắn bó. Trong tay không tiền đời mấy ai thương, những lúc có tiền nhiều kẻ ghét gái, bao đêm ngao ngán thở dài nhìn đến mà hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao. Trời ơi, ông trời ngoảnh mặt làm ngơ, vì đời không giống trong mơ. Kiếp người phận sổ riêng ai, trần gian là cõi đọa đầy, vâng, nhiều rất nhiều gây oán thù, vì danh lợi mà đau. Vì kiếm tiền phụ nhau, nhưng khi có tiền thì tiền cũng có. Lúc trắng tay ngàn lời lỗi ai nhau. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, vì một chữ tiền mà thôi. Đêm nay em bỏ tha rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, vì một chữ tiền mà thôi. Xin chào tổng đài gia đình yêu Phương Nam. Em cảm ơn cả nhà yêu